đến với phần 2 của khóa học. Ở phần này, bạn sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu về những sản phẩm kinh doanh theo phương thức đa cấp. Điều đầu tiên là đối tượng kinh doanh phải là hàng hóa hữu hình, ví dụ như sữa tắm, dầu gội đầu, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp không bao gồm những loại sau: thuốc, thiết bị y tế, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, các loại thuốc thú y và sản phẩm thông tin số. Sau đây chúng ta cùng củng cố lại những kiến thức vừa tìm hiểu thông qua trò chơi nhỏ này nhé. Hãy trả lời câu hỏi sau và đáp án đúng sẽ giúp bạn câu được cá. Trong các sản phẩm sau, hãy lựa chọn sản phẩm được phép kinh doanh trong các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Xin chúc mừng, bạn đã chọn đáp án đúng. Trước khi vào phần tiếp theo của khóa học, mời bạn đến với tình huống sau đây. Anh Phú quyết định tham gia kinh doanh đa cấp dưới sự bảo trợ của anh Tùng. Anh Tùng đã hỗ trợ và tư vấn anh Phú tham gia phải mua 2 sản phẩm dùng thử để được trở thành nhà phân phối. Theo bạn, anh Tùng làm vậy là đúng hay sai? A. Tùy trường hợp. B. Hoàn toàn sai, vì người bảo trợ không được bắt buộc người mới mua sản phẩm, sau đó mới được phép tham gia kinh doanh. C. Nếu bắt buộc người mới mua dưới 2 sản phẩm thì được. Đáng tiếc, câu trả lời của bạn không chính xác. Đáp án chính xác là đáp án B. Tại điều cấm trong hoạt động kinh doanh đa cấp, thì người bảo trợ không được phép bắt buộc người mới mua sản phẩm để được tham gia kinh doanh. Đây là một trong những quy định để bảo vệ cho người tham gia kinh doanh đa cấp. Bên cạnh đó, vẫn còn những quy định khác dành cho doanh nghiệp. Mời bạn bấm qua trang tiếp theo nhé. Trong các sản phẩm sau, hãy lựa chọn sản phẩm được phép. Xin chúc mừng, bạn đã chọn. Chúc mừng bạn. Ở phần 3 của khóa học, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những quy định đối với người tham gia bán hàng đa cấp. Mời bạn vào xem nội dung chi tiết. Có 3 nhóm quy định dành cho người tham gia bán hàng đa cấp, đó là điều kiện tham gia bán hàng đa cấp, những quy định nhằm nâng cao trách nhiệm của người tham gia bán hàng đa cấp, và cuối cùng là những quy định nâng cao tính minh bạch trong hoạt động bán hàng đa cấp. Đầu tiên là điều kiện đối với người tham gia bán hàng đa cấp. Người tham gia bán hàng đa cấp là cá nhân và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật. Những trường hợp không được tham gia bán hàng đa cấp bao gồm người đang chấp hành hình phạt tù hoặc có tiền án về các tội sản xuất, các tội liên quan về kinh tế, người nước ngoài không có giấy phép lao động tại Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền cấp, trừ trường hợp được miễn theo quy định của pháp luật. Người tham gia bán hàng đa cấp đã từng bị xử phạt do vi phạm các quy định mà chưa hết thời hạn, được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính. Cá nhân quy định tại điểm C khoản 1, điều 7, Nghị định 40/2018/NDCP, thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, chủ sở hữu đối với doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 2 thành viên trở lên, cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không bao gồm tổ chức hoặc cá nhân từng giữ một trong các chức vụ nêu trên tại doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của Nghị định 42/2014/NDCP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và Nghị định 40/2018/NDCP. Cán bộ công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức. Những quy định nhằm nâng cao trách nhiệm của nhà phân phối bao gồm phải ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, tham gia chương trình đào tạo cơ bản, ký cam kết tham gia bán hàng đa cấp để hiểu lợi ích từ hoạt động bán hàng đa cấp và
và được cấp thẻ thành viên và đã hiểu quyền cũng như nghĩa vụ của mình. Nhà phân phối tham gia bán hàng đa cấp bị cấm thực hiện những hành vi như sau. Không được cung cấp thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn về lợi ích của việc tham gia bán hàng đa cấp, tính năng, công dụng của hàng hóa cũng như hoạt động của doanh nghiệp bán hàng đa cấp. Không được tổ chức những buổi hội thảo, hội nghị, đào tạo về kinh doanh theo phương thức đa cấp khi chưa được doanh nghiệp bán hàng đa cấp ủy quyền bằng văn bản. Không được lôi kéo, dụ dỗ, mua chuộc người tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp khác tham gia vào mạng lưới của doanh nghiệp mà mình đang tham gia. Không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn, địa vị xã hội, nghề nghiệp để khuyến khích, yêu cầu, lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp hoặc mua hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp. Không được kinh doanh theo phương thức đa cấp khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Cấm tham gia vào hoạt động của tổ chức cá nhân kinh doanh theo phương thức đa cấp chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Cấm cán bộ công chức tham gia bán hàng đa cấp. Cấm thực hiện hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương nơi doanh nghiệp chưa được xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương đó. Nhằm nâng cao trách nhiệm của người tham gia bán hàng đa cấp, các nhà phân phối của Amway chỉ được thực hiện các hoạt động tiếp thị bán hàng và phát triển mạng lưới bán hàng đa cấp sau khi được cấp thẻ thành viên. Nhà phân phối Amway phải xuất trình thẻ thành viên trước khi giới thiệu hoặc tiếp thị bán hàng. Nhà phân phối Amway phải tuân thủ hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp và quy tắc hoạt động của doanh nghiệp. Nhà phân phối Amway phải cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực khi giới thiệu về doanh nghiệp bán hàng đa cấp, kinh doanh theo phương thức đa cấp, kế hoạch trả thưởng và quy tắc hoạt động của doanh nghiệp bán hàng đa cấp. Trong phần 4 và cũng là phần cuối cùng của khóa học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cơ quan quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Những cơ quan có trách nhiệm quản lý hoạt động bán hàng đa cấp bao gồm Bộ Công Thương, làm công việc quản lý việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, đồng thời thực hiện việc thanh tra, kiểm tra và giám sát các hoạt động bán hàng đa cấp. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, có trách nhiệm quản lý việc cấp xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương, đồng thời thanh tra, kiểm tra, giám sát tại địa phương. Bộ Công an, có trách nhiệm phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, đồng thời tiếp nhận xử lý tin báo, tố giác về tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, khởi tố và điều tra tội phạm khi phát hiện sai phạm. Thẩm quyền, hình thức và mức độ xử lý vi phạm theo các cấp như sau. Tại Bộ Công Thương, xử lý vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp tối đa là 200 triệu đồng, kèm theo việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Tại địa phương hoặc quản lý thị trường, xử lý vi phạm hành chính đối với cá nhân và doanh nghiệp tối đa là 50 triệu với cá nhân và 200 triệu đồng với doanh nghiệp. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương có quyền thu hồi xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương. Tại Bộ Công an, có thẩm quyền điều tra, khởi tố hình sự đối với các cá nhân vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp. Chúng ta vừa tìm hiểu xong nội dung về quy định đối với người bán hàng đa cấp và cơ quan quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Sau đây, mời bạn tham gia trả lời những câu hỏi ôn tập để củng cố kiến thức vừa học nhé. Hãy chọn đáp án đúng để giúp người leo núi lên đến lá cờ. Đáp án đúng sẽ giúp người leo núi tiến đến gần lá cờ hơn. Anh Phú quyết định tham gia kinh doanh đa cấp dưới sự bảo trợ của anh Tùng. Để thuận lợi cho việc tham gia, anh Tùng đã đề nghị anh Phú nộp cho anh. Rất tiếc, đáp án của bạn chưa chính xác. Hãy chọn lại đáp án. C.
Xin chúc mừng đáp